Fuchsia Annie Revana, hoa hậu chuyển giới quốc tế body xịn hơn gái thẳng, suýt bị tước vương miện. Tối ngày 26 tháng 6 năm 2022, đại diện Philippines Fuchsia Annie Revana đã chính thức trở thành đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022. Với câu trả lời ứng xử ấn tượng và hết sức thuyết phục, Fuchsia đã chạm đến trái tim của mọi người khi phát biểu: "Chúng ta chỉ sống một lần và cùng hít thở chung một bầu không khí. Chúng ta đều có những điểm khác biệt." Được biết, đây là đại diện đầu tiên của Philippines tham gia Miss International Queen 2022. Revana cảm ơn mẹ vì đã luôn chỉ dẫn mọi điều cho cô trong cuộc sống. Người đẹp cho biết rất được gia đình rất ủng hộ khi quyết định chuyển giới năm 2013. Cô cũng cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ suốt thời gian thi tài. Ngoài đời, mỹ nhân 27 tuổi theo đuổi phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần nổi bật. Cô yêu thích những bộ suit mạnh mẽ nhưng được cách điệu một cách mềm mại và tôn dáng. Những thiết kế này giúp Miss International Queen 2022 khoe được thân hình đồng hồ cát quyến rũ mà vẫn tinh tế lịch sự. Kết hợp suit với corset quyến rũ, Fuchsia mang đến hình ảnh thanh lịch và quyến rũ. Cô đặc biệt yêu thích dáng quần ống loe khi kết hợp với blazer, tạo nên một tổng thể nữ tính, thanh lịch mà còn hách chiều cao. Người đẹp chuyển giới Philippines yêu thích quyến rũ, sang trọng trong set đồ trung tính. Bên cạnh đó, nàng hậu quốc tế còn ưu ái cho những kiểu váy cắt xẻ quyến rũ với tông màu bắt mắt. Sở hữu nước da nâu khỏe khoắn, màu sắc nổi bật sẽ tạo sự tương phản mạnh mẽ, càng tôn lên sắc da bánh mật của cô nàng. Với bodycon ôm sát quyến rũ, màu hồng fuchsia sang trọng và gợi cảm, thiết kế cúp mực xẻ tà giúp khoe được những điểm quyến rũ trên cơ thể người đẹp Philippines như bờ vai gầy, đôi chân dài. Cô nàng rất chăm chút cho hình ảnh thời trang cá nhân, váy áo luôn có những điểm nhấn đặc biệt và bắt mắt. Fuchsia Annie Revana yêu thích kiểu váy xẻ tà cao, khoe lợi thế đôi chân dài miên man. Mất 5 năm để chuyển giới hoàn toàn và lần đầu đại diện cho quốc gia của mình tham dự cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ quốc tế, Fuchsia Annie Revana không thoát khỏi sự lo lắng. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1995 đã vô cùng nỗ lực, quyết tâm mang tiếng nói đại diện cho cộng đồng LGBT+ tại Philippines đến những người ái mộ cái đẹp trên toàn thế giới. May mắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, cô nàng còn có thêm dũng khí để được sống thật với giới tính của mình. Ngay sau khi Fuchsia đăng quang, nhiều khán giả Việt Nam đã nhận ra người đẹp Philippines có nhiều nét giống siêu mẫu Vũ Thu Phương của Việt Nam. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Miss International Queen 2022 Fuchsia Annie Revana chia sẻ loạt ảnh gây chú ý trên mạng xã hội cùng với loạt ảnh ăn mặc thanh lịch, ôm tập hồ sơ sải bước, mỹ nhân chuyển giới người Philippines biết kèm "It's never too late to make a difference in the universe", tạm dịch không bao giờ quá muộn để tạo nên sự khác biệt trong vũ trụ. Fuchsia Annie Revana còn đến kèm hashtag "If not now, then when", tức không phải bây giờ thì là khi nào. Đây là cụm từ truyền cảm hứng của tân Miss Universe 2022 Aparna Prabhio trong chung kết vào tháng 1 vừa qua. Với loạt động thái này, Fuchsia Annie Revana được cho là vừa ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Philippines, Hoa hậu Hoàng vũ Philippines 2023 nhằm tìm tấm vé đến với đấu trường Miss Universe. Được biết, cuộc thi Miss Universe Philippines 2023 đang trong những ngày tiếp cận hồ sơ thí sinh. Trên Instagram, Fuchsia Annie Revana cũng chia sẻ một số bài đăng của người hâm mộ thể hiện việc ủng hộ cuộc thi Miss Universe Philippines 2023, tìm cơ hội thi Miss Universe 2023. Xoay quanh câu chuyện Fuchsia Annie Revana ghi danh Miss Universe Philippines 2023, trên mạng xã hội nổ ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ người đẹp Philippines chinh phục ước mơ, số khác cũng tỏ rõ quan ngại khi cô chưa kết thúc nhiệm kỳ cấp quốc tế đã tham gia một cuộc thi khác trong nước. Điều này có thể khiến Fuchsia Annie Revana mất thiện cảm với tổ chức Miss International Queen tại Thái Lan, thậm chí đối diện nguy cơ tước vương miện. Song cũng có những ý kiến cho rằng Fuchsia hẳn đã xin phép tổ chức Miss International Queen và được thông qua. Tuy nhiên, khi đưa ra thông báo này chưa được bao lâu, Fuchsia Annie Revana lại tuyên bố rút đơn ngay sau đó. "Mọi người hãy bình tĩnh, tôi đã rút đơn dự thi rồi." Lý do được mỹ nhân Philippines đưa ra rằng cô nghĩ bản thân nên tập trung cho chiến thắng của mình, Miss International Queen, và cuộc sống vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để đấu tranh cho sự bình đẳng. Cách đây vài ngày, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế và hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan đã có dịp đọ sắc vóc gợi cảm khi sang Việt Nam. Tối 8 tháng 4, hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan và đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Fuchsia Annie Revana góp mặt trong đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng hai người đẹp là bà Aliza Phan Thu Sắc, chủ tịch tổ chức Miss International Queen. Đây là lần đầu đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Fuchsia Annie Revana đến Việt Nam trong nhiệm kỳ. Cô đăng quang ngôi vị Miss International Queen 2022 trong đêm chung kết diễn ra tại Thái Lan vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Fuchsia Annie Revana cao 1m75, hiện là doanh nhân và nghệ sĩ làm việc tại thành phố Cebu. Cô là người đẹp thứ 3 của Philippines đăng quang tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Trước đó, Philippines cũng giành chiến thắng vào năm 2012 và 2015. Fuchsia Annie Revana cho biết cô bắt đầu quá trình chuyển giới từ năm 2013 sau khi gia nhập cộng đồng chuyển giới Cebu. Trong khi đó, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan từng nhiều lần tới Việt Nam. Tại sự kiện, Yoshi Rinrada Thurapan diện bộ váy đen cúp ngực, khoe vai trần thon thả, quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Sau 6 năm đăng quang, nhan sắc của Yoshi Rinrada Thurapan được đánh giá là không có nhiều thay đổi. Yoshi Rinrada Thurapan và Fuchsia Annie Revana thân thiết trong lần đầu hội ngộ ở Việt Nam.
Fuchsia Annie Ravana bất ngờ khi được chào đón đồng nhiệt trong lần đầu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 2, Fuchsia Annie Ravana gây xôn xao khi đăng tải những hình ảnh cô tới nộp hồ sơ tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Philippines 2023. Tuy nhiên sau đó người đẹp cho biết cô đã rút đơn dự thi. Yoshinada Thuraban cũng được yêu mến không kém, hiện tại cô phát triển sự nghiệp diễn viên tại Thái Lan.